Có câu chuyện kể rằng, tại một ngôi chùa nọ, có lão hòa thượng sống cùng tiểu hòa thượng. Quanh năm tu thân dưỡng tính trên núi cao hẻo lánh nên tiểu hòa thượng rất ngây thơ đơn thuần. Một ngày, lão hòa thượng bảo tiểu hòa thượng rằng, con hãy ra sau hoa viên, dọn sạch một tảng đá, sau đó đem ra chợ bán. Nếu có người hỏi giá, con không cần phải nói gì, chỉ cần chìa hai ngón tay ra. Nghe người ta trả giá xong thì cũng không cần bán, cứ ôm đá về. Không hiểu gì nhưng tiểu hòa thượng vẫn vâng lời sư phụ. Trong chợ, có một bà chủ đi tới hỏi, tảng đá này bán bao nhiêu tiền? Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay ra. Bà chủ nói, 2 đồng hả? Thấy tiểu hòa thượng lắc đầu, bà lại hỏi tiếp, là 20 đồng. Được rồi, ta sẽ mua về để nén dưa muối. Tiểu hòa thượng không bán và ôm đá về, vừa đi vừa nghĩ, ôi, tảng đá không đáng 1 đồng này lại có người bỏ ra 20 đồng để mua. Trên núi còn có rất nhiều. Ngày hôm sau, lão hòa thượng lại bảo cậu ôm tảng đá đó đến nhà bảo tàng, nếu có người hỏi giá, cậu cứ làm như cũ là được. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, không biết tảng đá có giá trị thế nào mà lại được đưa tới viện bảo tàng. Một người tò mò hỏi, tiểu hòa thượng, tảng đá này giá bao nhiêu tiền vậy? Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ giơ 2 ngón tay ra. Người kia nói, 200 đồng. Tiểu hòa thượng lắc đầu, người kia lại nói, vậy thì 2.000 đồng đi. Tôi muốn mua nó để điêu khắc một pho tượng Phật. Tiểu hòa thượng kinh ngạc vô cùng, nhanh chóng từ chối rồi ôm đá về với sư phụ. Hôm sau nữa, lão hòa thượng lại bảo cậu đem tảng đá kia đến tiệm đồ cổ, hành xử y như cũ. Thế là, tiểu hòa thượng lại bị một đám người vây lại xem, rồi bàn tán, đây là đá gì? Khai quật ở đâu vậy? Có từ triều đại nào? Là dùng để làm gì đây? Cuối cùng có một người tới hỏi giá, tiểu hòa thượng, tảng đá này bán bao nhiêu tiền? Các bạn đọc bài này nhé, thầy thấy có ích cho các con đấy. Những điều cần biết và tránh. Tránh cái chết đột ngột vào ban đêm, một bác sĩ đưa ra lời khuyên. Dành cho những ai thức dậy vào ban đêm để kiểm tra những vấn đề về đêm hay thường đi tiểu đêm. Mỗi người đều phải lưu ý 3 phút rưỡi. Nó thường xảy ra, một người luôn có vẻ khỏe mạnh đã qua đời vào ban đêm. Chúng tôi thường nghe những câu chuyện của người ta nói, hôm qua, tôi đang nói chuyện với anh ấy, tại sao anh ấy lại chết đột ngột? Lý do là khi bạn thức đêm đi vệ sinh, nó thường xảy ra nhanh chóng. Chúng tôi dừng ngay lập tức và não bộ không có máu lưu thông. Tại sao lại là 3 phút rưỡi, quan trọng lắm sao? Vào nửa đêm, khi việc buồn tiểu đánh thức bạn, mô hình ECG có thể thay đổi. Tự nhiên tăng lên, não sẽ bị thiếu máu và sẽ gây ảnh hưởng tới tim mạch vì thiếu máu. Bạn nên dành ra 3 phút rưỡi để làm những việc sau đây, đó là 1. Khi bạn thức dậy, nằm trên giường 1 phút rưỡi. 2. Ngồi trên giường trong nửa phút tiếp theo. 3. Hạ chân và ngồi trên mép giường trong nửa phút. Sau 3 phút rưỡi, não của bạn sẽ không còn bị thiếu máu và trái tim của bạn sẽ không làm suy yếu, mà sẽ làm giảm nguy cơ chết đột ngột. Điều này có thể xảy ra bất kể tuổi tác, trẻ hay già, gia đình bạn cũng nên theo dõi nó. ST, nếu đọc được thông tin này hãy share cho mọi người cùng biết nhé. Với gia đình có điều kiện thì nhất định nên làm vệ sinh ở ngay trong phòng ngủ, nhất là cho người già, để tối đi đại tiểu tiện không phải ra ngoài nơi mình ngủ, tránh hại nhiệt cơ thể dễ bị đột quỵ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bóng mặt giờ thét gào, dù thân thể hiên nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách 2 ngã đường chiến dịch, ta vẫn còn cùng nhau một ánh trăng ngần, một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân trước căn hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến, ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực, xưa thế kỷ 20 cháy rừng sáng ngàn năm, ngàn năm. Vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bóng mắt giờ hết cao, dù thân thể hiên nhiên mang ngày thương tin, dù xa cách 2 ngàn đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần, một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm
căn hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến. Ở trên đầu ta vẫn cầm hái hoa tặng nhau. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đàn bom ăn giờ thét gào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích.